Và thêm một phần nữa, đó chính là Trần Nhân Văn có rất là nhiều các mối quan hệ với các đại sứ quán, nhất là khoa Đông Phương Học. Khoa Đông Phương Học là một cái khoa mà có thể gọi là quen biết sâu rộng và có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn, tại vì các ngành trong khoa Đông Phương Học được một đại sứ quán bảo trợ và rất là có cái cơ hội để đi du học. Đó, thì các bạn có thể quan tâm những ngành đó. Khoa Đông Phương thì có rất nhiều những cái ngành nhỏ như là Indonesia học, Ả Rập học, Ấn Độ học, Trung Quốc học. Đó là một cái trường mà nên em có thể học được rất nhiều ngoại ngữ. Chị thấy là rất là nhiều kiểu học sinh, sinh viên mà sau khi ra trường á, kiểu mà khi mà học một cái ngôn ngữ thứ hai thì thường chọn Nhân Văn. Đặc biệt nhé, nếu bạn nào mà học khoa Đông Phương thì rất là sướng luôn. Tại vì khoa Đông Phương, mỗi ngành trong khoa Đông Phương đều sẽ được một đại sứ quán bảo trợ, cho nên là em rất là có khả năng để mà đi du học, đi trao đổi, với lại thường nhận được những cái học bổng từ đại sứ quán á. Chị thấy ngành Đông Phương học trường Nhân Văn như thế nào? Tuyệt lắm. Ở Nhân Văn thì một năm sẽ có một ngày gọi là lễ hội Đông Phương, siêu thích luôn. Lúc đó các bạn ở khoa Đông Phương sẽ bày những cái gian hàng, gian của Ả Rập nè, Ấn Độ nè, Indo, Malay, Trung Quốc. Mỗi gian thì các bạn sẽ mặc đồ của nước đó, xong rồi nhảy múa, xong rồi trao đổi với lại đại sứ quán, rồi các sinh viên trao đổi á. Em ơi, vui cực, các bạn đó chị rất là thích ấy. Đông Phương là một cái khoa rất là ok. Ngoài cái việc học tiếng thì các em còn được học văn hóa, rồi được trao đổi đi du học, kiểu cơ hội việc làm cũng rất là ok. Bạn chị học Ả Rập mà bây giờ đang là phiên dịch, đi xuống đi Cam, đi Malay, đi Kuwait.